quay trở lại với kênh Nhà đẹp Apollo Việt. Trong số này, Thanh Huyền xin được giới thiệu tới quý vị một công trình biệt thự tân cổ điển vô cùng hoành tráng và sang trọng, được rất nhiều chủ đầu tư yêu thích trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, để không bỏ lỡ bất kỳ mẫu nhà mới nào, quý vị đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo của Nhà đẹp Apollo Việt nhé! Thưa quý vị, sang trọng, thanh lịch và đẳng cấp chính là những từ ngữ mà Thanh Huyền muốn sử dụng khi nói đến biệt thự tân cổ điển của gia đình anh Quân, chị Lê ở Tiền Giang. Được xây dựng với diện tích sàn hơn 250m², trong đó mặt tiền 15,9m, chiều sâu 13,6m, công trình biệt thự 2 tầng phong cách châu Âu, thu hút mọi ánh nhìn với khối kiến trúc đồ sộ, với những màng hoa văn kiến trúc được đắp vẽ cầu kỳ, tỉ mỉ, mang đến không gian ngoại thất xa hoa, lộng lẫy bậc nhất khu vực. Nhìn vào tổng thể của mẫu kiến trúc tân cổ điển, quý vị sẽ bị thu hút bởi hình khối kiến trúc cân đối, được thiết kế theo một tỷ lệ vàng hoàn hảo. Theo chiều ngang, ngôi biệt thự gồm 3 phần, trong đó hai khối phụ có đối xứng qua trục chính. Theo chiều dọc, ngôi nhà cũng gồm 3 phần rõ rệt, phần đế, phần thân và phần mái. Nếu như phần đế được lát gạch marble vân mây tạo sự vững chãi cho toàn thể công trình, phần mái sử dụng màu xanh đen huyền bí, thì những mảng khối còn lại khoác lên mình màu trắng tinh khiết, khiến cho công trình trở nên nổi bật, đồng thời còn giúp cho các chi tiết hoa văn, phào chỉ có độ kênh bong sắc nét. Thưa quý vị, những công trình kiến trúc châu Âu loại mái man sát hình thang kết hợp cùng mái chóp được sử dụng khá phổ biến. Công trình biệt thự nhà anh Quân, chị Lê cũng không ngoại lệ. Quý vị có thể quan sát thấy hệ thống mái có sự phân tầng rõ rệt. Khối mái hình thang được thiết kế cao hơn hai khối mái bên cạnh. Trên cùng là khối mái chóp tạo ra sự đồ sộ, bề thế cho cả công trình. Mặt khác, các chi tiết trang trí như lan can mạ vàng, cửa sổ mái hình vòm cùng các hoa văn điểm xuyết cũng góp phần cho ngôi biệt thự trở nên vô cùng ấn tượng và bắt mắt. Tiếp theo, quý vị hãy cùng khám phá hệ sảnh cột của ngôi biệt thự này nhé! Sự kết hợp tài tình giữa trụ cột vuông và tròn là điểm cộng lớn nhất khiến cho ngôi biệt thự có sự khỏe khoắn, vừa toát lên dáng vẻ mềm mại cần thiết cho một công trình kiến trúc tân cổ điển. Kiến trúc sư đã sử dụng thức cột Corinth cho cả cột vuông và cột tròn, thức cột hoa mỹ nhất trong thức cột của Hy Lạp cổ đại, với những rãnh soi chạy dọc thân cột, đầu cột được đắp vẽ những phiến lá đối xứng nhiều chiều, trông vô cùng hút mắt và tạo nên điểm nhấn đắt giá cho thiết kế biệt thự đẹp. Quý vị có thể thấy sảnh chính và sảnh phụ đua ra 2m so với tổng thể khối nhà. Nếu như sảnh chính được thiết kế bởi những bức chướng vương miệng với chi tiết hoa văn hình cánh thiên thần, nâng đỡ mặt ngọc chính giữa, thì sảnh phụ lại là lan can ban công nhôm đức mỹ thuật, màu vàng kim sang trọng. Bên cạnh đó, chướng áp mái ở sảnh chính và sảnh phụ cũng được thiết kế hình vòm với mặt quy hoa văn đẹp mắt, được đắp vẽ hoàn toàn thủ công, thể hiện cái tài và cái chất nghệ của đội kỹ sư Apollo Việt. Ngoài ra, các chi tiết hoa văn, phào chỉ được phân bố rộng khắp khối kiến trúc ở các vị trí khác nhau, đều mang lại những ý nghĩa và sắc thái biểu cảm khác nhau. Thưa quý vị, hệ thống cửa sử dụng những vật liệu hiện đại nhất cũng góp phần khẳng định cho đẳng cấp của ngôi nhà. Hệ thống cửa ra vào sử dụng chất liệu gỗ gõ đỏ cao cấp, chống mối mọt, chịu nắng mưa tốt với những đường vân bắt mắt. Cửa sổ mái, cửa ban công lại sử dụng kính dán an toàn hai lớp khung nhôm xin pha. Tổng diện tích sân vườn lên tới 1.000m², vì thế kiến trúc sư của chúng tôi đã thiết kế không gian sân vườn, hàng rào cho mẫu biệt thự 2 tầng. Không gian sân vườn được thiết kế đẹp mắt với hàng rào bê tông, bao quanh cùng hệ thống tiểu cảnh, đài phun nước, chòi nghỉ thưởng trà, để các thành viên trong gia đình thư giãn, nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Ngôi biệt thự đẹp không chỉ đẹp về thiết kế không gian ngoại thất, mà mặt bằng công năng các tầng cũng được kiến trúc sư thiết kế tiện nghi và chuẩn phong thủy. Tầng 1 bao gồm phòng khách, phòng bếp và ăn, phòng ngủ master, phòng ngủ nhỏ, phòng bếp chính và nhà vệ sinh chung. Tầng 2 bao gồm có phòng thờ, phòng học, hai phòng ngủ, tầng tum là phòng tập, sân phơi và phòng chức năng. Công năng của mẫu biệt thự đẹp được bố trí khoa học, đơn giản và rất tinh tế. Từ sảnh chính bước vào trong là phòng khách được thiết kế theo phong cách châu Âu, rộng 47m². Phòng khách liên thông với phần đại sảnh, khiến cho khu vực quan trọng nhất của ngôi nhà trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Khu vực phòng ăn và bếp nấu được bố trí liên thông với phòng khách, khiến cho không gian khá rộng rãi. Khu vực bếp nấu và phòng ăn được ngăn cách bởi các quầy bar sang chảnh. Dọc theo hành lang chính về hướng bên tay trái là một phòng ngủ master rộng 38m² và một phòng ngủ rộng 26,5m², thiết kế phù hợp và khoa học để chủ nhà dễ dàng sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, ngoài khu vực ở đằng sau nhà, chị Lê cũng yêu cầu xây thêm một không gian phòng bếp chính
rộng 27,5m2 để phục vụ cho những bữa tiệc lớn cũng như sự đam mê nấu ăn của mình. Khu vực bếp chính được thiết kế cửa chính từ ngoài vào và được liên thông với bếp ăn là khối nhà chính bởi hành lang nhỏ. Như vậy, Thanh Huyền đã chia sẻ đến quý vị phối cảnh 3D và mặt bằng công năng của mẫu biệt thự tân cổ điển của gia đình anh Quân, chị Lê tại Tiền Giang. Nếu như quý vị yêu thích phong cách thiết kế của căn nhà này, hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi biết nhé! Một lần nữa, Apollo Việt xin được kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!